Xin chào các bác, hôm nay Beautiful Car bên em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc Toyota Land Cruiser V8 phiên bản 4.6 nhập Nhật. Nếu mà nhìn sơ qua như thế này, với một cái form dáng kiểu dáng thiết kế nó không thua kém như một chiếc xe form 2021 thì sẽ có rất nhiều bác nhầm lẫn. Thực ra chiếc xe này thì nhập khẩu và đăng ký lần đầu 2016 các bác nhé, mang biển số tỉnh, đã lăn bánh được gần 7 vạn km rồi, xe mang tên công ty. Có thể xuất hóa đơn khá cao đấy, 1 tỷ 400 triệu, đấy là giá xuất hóa đơn. Với cái dòng lăng 2016 này thì nó có form dáng giống hệt như cái mẫu xe lăng hiện tại đấy. Một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và là chiếc xe đầu bảng của Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nếu mà so với các dòng xe SUV cỡ lớn, không phải hạng sang nhé, ở Việt Nam như thế này thì có lẽ lăng gần như là độc chiếm rồi. Không có một chiếc xe nào đạt được đủ về tầm vóc, về kích thước, sự sang trọng, lịch lãm so với lại lăng cả. Ngay từ phần đầu thì đã có rất nhiều những cái chi tiết mà các bác cảm thấy hứng thú rồi, bề thế, đồ sộ. Các bác có tò mò về mức giá của chiếc xe lăng này không ạ? 2016, màu đen, nội thất màu kem, biển số tỉnh, tên công ty. Và hiện tại thì em đang chào giá bán là 3 tỷ 295 triệu, giá xuất hóa đơn là 1 tỷ 4. Rất bề thế luôn. Với tầm tiền khoảng 3 tỷ 2 như thế, để các bác mua một chiếc xe SUV cỡ lớn thì gần như là không có sự lựa chọn nào cả. Từ trước đến nay thì lăng vẫn được đánh giá là một trong những mẫu xe êm ái, bền bỉ, độ tin cậy cao, cực kỳ an toàn. Tìm đến xe lăng thì các bác sẽ thấy được những cái thú vị của người Nhật, nhưng mà mang những cái nét cứng cáp không thua kém bất kỳ một chiếc xe Đức nào trên thị trường cả. Về công nghệ option của lăng cũng khá là đầy đủ. Ngay từ phần mặt ca lăng này nhá, các bác sẽ có một cái mặt ca lăng được tạo hình bằng ba cái thanh ngang cỡ lớn như thế này, giúp cho chiếc xe nó có được cái vẻ bề thế và khỏe khoắn. Cụm đèn thì rất tuyệt vời rồi, hai đèn bi đôi luôn, toàn bộ dàn đèn là đèn full LED. Hệ thống rửa đèn cũng được trang bị rồi, đèn gầm sương mù không thiếu gì cả. Nằm dưới nắp máy này thì các bác sẽ có một khối động cơ 4.6 lít, động cơ V8. Động cơ 4.6 trên phiên bản Land Cruiser thì chưa phải là động cơ mắc nhất của dòng xe này. Nếu mà mắc nhất thì nó phải là 5.7, những cái dòng xe lăng Trung Đông ấy, không thua kém bất kỳ một chiếc Lexus 570 nào trên thị trường cả. Rất bề thế, phải nói lăng là mơ ước của rất nhiều các bác, các cô, các chú, anh em cũng thích. Nhưng mà để sở hữu được lăng thì ngoài việc tiền cũng có lẽ là chưa phải là vấn đề mà được có thể sở hữu được chiếc lăng này. Đi kèm với lăng đó là quyền thế, địa vị và danh vọng. Nhiều bác sẽ nói là với cái tầm tiền này thì tội gì phải mua một chiếc xe ít option như vậy. Nhưng thực tế mà khi các bác tìm đến lăng ấy, thì không tìm về option. Chúng ta chỉ dừng lại toàn bộ ở cái mức độ đủ dùng thôi. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay một vòng quanh xe đi ạ. Kích thước rất là lớn, thoải mái, hàng ghế rộng rãi, cả ba hàng ghế đều rất là rộng luôn. Lăng là thuộc dòng SUV cỡ lớn rồi, nên là khi các bác yên tâm sử dụng, rộng rãi, bền bỉ. Còn thực ra về khoản ăn uống của lăng với khối động cơ 4.6 lít mà hút khí tự nhiên ấy, thì các bác sẽ khó lòng mà tìm kiếm được một cái sự tiết kiệm ở trên cái mẫu xe này. Khối động cơ này thì sẽ tiêu tốn trung bình của các bác rơi vào khoảng tầm 16 đến 18 lít cho 100 km. Cốp thì hoàn toàn vẫn là cốp cơ, cốp cơ có trợ lực. Nội thất màu kem sáng, khá là sang. Hàng ghế thứ ba rộng rãi. Đây là toàn bộ khoang không gian ở hàng ghế thứ hai của chiếc lăng V8 2016. Màn hình gối đầu này là màn hình lắp thêm, trang bị thêm các bác nhé. Còn nguyên bản theo xe thì nó không có. Ghế da các thứ chủ xe vẫn giữ rất là đàng hoàng, cẩn thận. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập này, đảm bảo cái không gian trong xe lúc nào cũng tươi mát. Ghế da zin theo xe nhé, vẫn còn rất mượt, chưa nhăn nheo gì cả. Khoang cabin trên lăng V8 2016 thì cái chất liệu nhôm này, gỗ, bạc được sử dụng rất nhiều. Da được bọc toàn bộ kín hết tất cả táp ly cửa. Ghế lái thì chỉnh điện, vô lăng chỉnh điện, có nhớ 3 vị trí lái. Những cái option
khá là quan trọng. Toàn bộ vô lăng được bọc da và ốp gỗ hết, tích hợp nút bấm điều khiển. Lăng này thì có rất nhiều những cái nét tương đồng giống với Lexus LX570 các bác nhé. Nếu mà các bác nào đã từng sử dụng xe rồi thì sẽ thấy chúng nó có những cái sự tương đồng nhất định. Tuy nhiên thì lăng luôn kém hơn một bậc so với Lexus 570. Vì đơn giản Lex 570 nó gần như là chùm cuối của dòng xe sang Lexus rồi. Cái kiểu form dáng thiết kế thì khá tương đồng nhau, đặc biệt về cái mặt nội thất và ngoại thất này. Tuy nhiên thì ví dụ như chất liệu ở trong xe của một dòng xe sang như Lex 570 thì họ được sử dụng rất nhiều những cái vật liệu cao cấp. Ví dụ như ghế thì không phải là ghế ghế da thông thường như thế này, mà ghế trên Lex 570 thì là cái loại da Alini nó cao cấp hơn. Đấy, rồi là gỗ thì cũng là cái gỗ danh tiếng của Nhật Bản, Shimamoku. Còn gỗ trên trên lăng thì thường là loại gỗ thường thôi. Trên khoang cabin thì mình sẽ có sát ốp khởi động thông minh này. Cái màn hình này thì không phải màn hình nguyên bản cho xe các bác nhé. Màn hình này là màn hình đã lắp thêm rồi. Đấy. Và trên cái màn hình này thì mình sẽ được trang bị thêm một cái bộ cam 360 xung quanh xe. Cũng là những cái tính năng bổ trợ rất quan trọng cho cái mẫu xe to với vóc dáng to như thế này. Điều hòa với 4 vùng độc lập. Đấy. Và đây là điểm tự hào nhất của lăng. Đó chính là những cái nút điều chỉnh liên quan đến hệ thống vận hành. Chạy hai cầu toàn thời gian, H4 tốc độ cao và L4 là tốc độ thấp. Mình sẽ có các tùy chọn về địa hình. Đấy. Rất nhiều tùy chọn về địa hình như là bùn cát, sa mạc, đá hộc, đường trơn trượt thì mình sẽ tùy chọn hết ở đây. Và mỗi một chế độ thế thì mình sẽ có 5 cái mức độ. Đây ạ, 1, 2, 3, 4, 5 đấy, để chúng ta tùy chỉnh nó tùy thuộc vào cái độ khó của từng cung đường. Đây cũng rất là sang trọng nhá, da gỗ nhiều này. Em xin phép được nhắc lại cái mức giá bán của chiếc lăng năm chiếc Lexus. Em xin phép được nhắc lại giá bán nhé. Chiếc lăng V8 này 2016, biển số ở tỉnh, tên công ty, hiện tại mức giá chào bán là 3.295.000.000 và giá xuất hóa đơn là 1.400.000.000. Mức giá trên thì rõ ràng nó là mang hình thức là mức giá mong muốn của bên em thôi. Còn khi mà các bác liên hệ trực tiếp qua xem xe đàm phán thì chắc chắn là các bác sẽ có một mức giá mà mình sẽ xếp ở dạng là thuận mua vừa bán. Các bác thấy là mua với mức giá đấy, các bác thấy ok, bọn em cũng có lợi nhuận. Và vấn đề là lợi nhuận ít hay nhiều thôi. Còn về chất lượng xe thì các bác yên tâm, trước khi mà mua chiếc xe này thì bên em cũng đã phải kiểm tra rất kỹ rồi. Thợ kiểm tra này, rồi là mang vào hãng check lịch sử tất cả các thứ, nguồn gốc, chất lượng. Bởi vì khi mua bất kỳ một chiếc xe nào thì bọn em luôn phải thanh toán 100% giá trị. Đó là tài sản của bọn em trước khi mà đưa đến tay người dùng mới rồi. Đấy, kiểm tra rất kỹ luôn các bác, xe đâm đụng ngập nước, tranh chấp pháp lý, bổ máy số là bên em tiêu chí hàng đầu là không kinh doanh. Mời các bác ghé qua địa chỉ 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội nhé, để trực tiếp xem cái mẫu xe này. Rồi cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.